vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Thần đồng tiên tri, sự thật tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, tháng 6 âm lịch, năm 2024, gặp thời hốt bạc, tiền của ùa về bao la, phất lên cực giàu, ai ai cũng bất ngờ. Quý khán giả thân mến, thoáng chốc chúng ta đã chuẩn bị bước qua tháng 6 âm lịch 2024, nửa đầu năm trôi qua với những biến động khác nhau trong vận trình của mỗi người. Có người gặp khó khăn, làm gì cũng không thành công, nhưng cũng có người đón nhận nhiều may mắn, hồng phúc tề thiên, tiền tài sung túc, giàu có đến tận già. Và trong chương trình ngày hôm nay, lá số tử vi có dự báo rằng con giáp tuổi Tân Dậu sinh 1981 sẽ được các tinh soi chiếu, hưởng tài lộc từ bê trên, cánh cửa vận xui bị đóng lại, tài lộc hân hoan đổ về nhà. Đặc biệt, tháng 6 âm lịch 2024 này sẽ là thời điểm quan trọng và đầy cơ hội cho những người tuổi Tân Dậu và sự hanh thông, cầu tài cầu lộc đều được như ý. Đây sẽ là khoảng thời gian mà bạn có thể thấy những nỗ lực và sự cố gắng của mình được đền đáp xứng đáng. Vậy vận trình tử vi chi tiết của con giáp này sẽ diễn ra như thế nào trong tháng 6 âm lịch? Cơ may nào sẽ đến với con giáp này trong thời gian tới? Tất cả sẽ được kênh Tử Vi luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm để khám phá những điều thú vị và bổ ích cho chính mình. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước và tận dụng những cơ hội đến với mình. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Dậu sinh 1981 thân mến, cô độc thực tế là một trạng thái hoàn mỹ của cảm xúc. Trong trạng thái cô độc, bạn không cần quan tâm đến ai, không cần chia sẻ với ai, không cần phải để ý đến cách nhìn hay lời nhận xét của ai, bạn không kể lể, cũng không tâm sự câu chuyện của bản thân mình ra phía bên ngoài. Bạn là chính bạn, đơn thuần ban sơ trong thế giới riêng với những suy nghĩ và cá tính của chính mình. Dĩ nhiên lắm khi yếu ớt quá, thì cô độc thật đáng sợ. Không có người để sẻ chia, không có ai để tâm sự, không có ai để dựa dẫm bản thân. Cứ phải gồng mình lên trước những áp lực, bản tâm phải không ngừng động viên vỗ về chính mình để đối diện với những trách nhiệm, những chông gai. Và cái đáng ghét nhất về cô độc là người ngoài nhìn vào người ta luôn nghĩ mình sướng lắm, nhàn lắm, dễ dàng lắm, nhưng tự trọng trong lòng, tự tôn trong tâm, khiến Tân Dậu ta đây chẳng thể nào kế lễ ra những suy tư của chính mình trong cái đoạn hiện tại. Những khốn khó, những mất mát, những mỏi mệt mà Tân Dậu trải đã đủ sâu sắc, đủ nhiều. Những thất bại về sự nghiệp, những thất vọng về nhân tâm cũng đã đủ lắm. Trải nghiệm đã đủ sâu và giờ là lúc có dấu hiệu chuyển cơ của thời vận để có thể tận dụng mà khắc phục những khốn khó đoạn vừa rồi. Vậy nên, chỉ mong Tân Dậu đừng vì những trắc trở vừa qua mà mất đi cái niềm tin vào bản thân mình, cũng đừng lại tiếp tục hy vọng hay trông chờ vào những điều không tưởng sẽ xảy ra. Ngàn chim trong rừng không bằng một chim trong tay, tức cái gì thực tiễn tuy nhỏ vẫn hơn là những cái phù phiếm. Trông có vẻ lớn và hơi thực dụng một tí, nhưng Tân Dậu hãy cứ nhớ thế này. Tôi tập trung vào tiền tài nhiều hơn người đời, bởi vì tôi chưa từng gặp tờ tiền nào khiến tôi không thích cả. Người đời có thể tròn có thể méo, có thể vuông, có thể tốt, có thể xấu, có thể ngụy quân tử, cũng có thể là chân tiểu nhân. Và người đời rất hay làm Tân Dậu bực mình hoặc thất vọng. Nên thay vì để tâm đến người đời hay quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ. Vì thế nhưng trong cái đoạn này, hãy cứ tập trung vào sự nghiệp Tân Dậu 1981 nhé. Vì tiền tài tuy có vẻ tệ bạc và nhạt nhẽo, nhưng chúng sẽ không phản bội, cũng sẽ không khiến bản thân mình chán ghét và sẽ luôn cùng ta kinh qua những thăng trầm, những ngày mưa to,
những đoạn khốn khó. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Tân Dậu sinh 1981 trong tháng 6 âm lịch 2024. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch, can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng mưu. Sự thành bại tại nhân, tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, đây sẽ là một giai đoạn đầy triển vọng và cơ hội cho những người tuổi Tân Dậu sinh 1981. Dưới sự ảnh hưởng của các sao tốt, vận khí của bạn sẽ có nhiều điểm sáng đáng kể. Đây là thời điểm mà người tuổi Tân Dậu có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Những khó khăn từ đầu năm sẽ dần lùi xa, nhường chỗ cho những cơ hội mới. Các mối quan hệ xã hội cũng trở nên hài hòa hơn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong nhiều lĩnh vực. Trong công việc, người tuổi Tân Dậu sẽ gặp nhiều thuận lợi. Những dự án, kế hoạch đã đề ra trước đó sẽ bắt đầu có kết quả. Sự nỗ lực và kiên trì sẽ được đền đáp xứng đáng trong tài chính. Bạn sẽ nhận được những khoản thu nhập ngoài dự kiến, giúp cải thiện đáng kể tình hình kinh tế. Về tình cảm, gia đình và các mối quan hệ xung quanh đều trở nên hòa thuận, êm ấm. Sức khỏe cũng được duy trì ổn định, mặc dù vẫn cần chú ý đến việc cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Tân Dậu sinh 1981 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Tân Dậu sinh 1981 trong tháng 6 âm lịch, công danh sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu có nhiều dấu hiệu tích cực, những khó khăn, trở ngại trong công việc từ đầu năm sẽ dần được giải quyết, nhường chỗ cho những cơ hội mới. Đây là thời điểm mà sự nỗ lực và kiên trì của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Các dự án, kế hoạch mà bạn đã dày công chuẩn bị sẽ có cơ hội thành công. Sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc đạt được mục tiêu. Đặc biệt, những ai đang tìm kiếm cơ hội thăng tiến sẽ có cơ hội nhận được những vị trí cao hơn. Với trách nhiệm và quyền hạn lớn hơn, người tuổi Tân Dậu cần tận dụng tốt các mối quan hệ xã hội để tạo dựng mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ. Đồng thời, hãy cởi mở và đón nhận những ý kiến đóng góp từ mọi người xung quanh để hoàn thiện bản thân và công việc. Sự linh hoạt và nhạy bén trong xử lý công việc sẽ là chìa khóa giúp bạn đạt được thành công trong tháng này. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 6 âm lịch, tài lộc của người tuổi Tân Dậu trong tháng 6 âm lịch rất dồi dào và thịnh vượng. Nhờ vào những cơ hội mới và sự nỗ lực không ngừng, bạn sẽ nhận được nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Những khoản đầu tư trước đây sẽ bắt đầu sinh lời, mang lại nguồn tài chính ổn định và bền vững. Các dự án kinh doanh mới hoặc những cơ hội hợp tác sẽ mang đến lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, người tuổi Tân Dậu cần lưu ý, không nên quá tham lam và đầu tư mạo hiểm. Hãy lựa chọn những cơ hội an toàn và có khả năng sinh lời cao để đảm bảo tài chính bền vững. Trong tháng này, bạn cũng nên lập kế hoạch chi tiêu hợp lý và tiết kiệm để tận dụng tối đa nguồn tài chính. Việc đầu tư vào những lĩnh vực có tính ổn định sẽ giúp bạn duy trì được nguồn thu nhập lâu dài và tránh những rủi ro không đáng có. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Tân Dậu sinh 1981 trong tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là thời điểm thuận lợi cho tình cảm gia đình của người tuổi Tân Dậu. Các mối quan hệ gia đình sẽ trở nên hòa thuận và ấm áp hơn. Sự quan tâm và chia sẻ từ các thành viên trong gia đình sẽ giúp bạn cảm thấy được yêu thương và hỗ trợ. Đây cũng là thời điểm thích hợp để giải quyết những hiểu lầm, mâu thuẫn còn tồn đọng. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, tổ chức những buổi gặp mặt, ăn uống hoặc du lịch để tạo thêm những kỷ niệm đẹp. Sự gắn kết gia đình sẽ là nguồn động lực lớn giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Người tuổi Tân Dậu cần chú ý lắng nghe và thấu hiểu những người thân yêu.
Sự chia sẻ và thông cảm sẽ giúp tình cảm gia đình trở nên bền chặt hơn. Đồng thời, hãy cân bằng giữa công việc và gia đình để không bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá bên người thân. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Dậu sinh 1981, trong tháng 6 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Tân Dậu trong tháng 6 âm lịch nhìn chung khá tốt. Tuy nhiên, do công việc bận rộn và áp lực, bạn có thể gặp phải căng thẳng và mệt mỏi. Cần chú ý duy trì một chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Người tuổi Tân Dậu nên tập thể dục đều đặn và duy trì thói quen sống lành mạnh. Việc tập thể dục không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn giúp giảm stress hiệu quả. Đồng thời, hãy dành thời gian thư giãn và tham gia các hoạt động giải trí để giữ cho tinh thần luôn thoải mái và lạc quan. Ngoài ra, cần chú ý đến việc kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời các vấn đề về sức khỏe. Hãy lắng nghe cơ thể và đừng bỏ qua những dấu hiệu bất thường, đảm bảo rằng mình luôn ở trạng thái tốt nhất để đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Sau đây là phần cẩm nang vượng vận dành cho người tuổi Tân Dậu sinh 1981 trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết: tháng 6 âm lịch, vận trình tài chính của tuổi Tân Dậu không có biến động quá lớn, thu chi vẫn cần cân đối, cần có kế hoạch chi tiêu khoa học và hợp lý để tránh rơi vào cảnh rỗng túi khi chưa hết tháng. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Hợi và tuổi Tỵ, tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Tý. Màu sắc may mắn là màu xanh lam và màu trắng. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Tân Dậu sinh 1981. Tử vi tuần 1/6 âm lịch của tuổi Tân Dậu sinh 1981 từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 6 âm lịch, tuần đầu tiên của tháng 6 âm lịch. Công việc của người tuổi Tân Dậu sẽ khá bận rộn, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ và trách nhiệm mới. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm cơ hội xuất hiện những dự án mới bắt đầu triển khai và nếu biết cách tận dụng, bạn có thể đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Sự hợp tác với đồng nghiệp và sự hỗ trợ từ cấp trên sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thực hiện các kế hoạch trong tuần này. Tài chính của người tuổi Tân Dậu chưa có nhiều biến chuyển lớn, nhưng đây là thời điểm thích hợp để bạn bắt đầu lên kế hoạch cho các khoản đầu tư tương lai. Hãy thận trọng và tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào. Tình cảm gia đình của tuổi Tân Dậu trong tuần đầu tháng 6 âm lịch khá êm ấm, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ và đồng cảm từ người thân. Đây cũng là thời điểm tốt để hàn gắn những mối quan hệ gia đình. Nếu có sự hiểu lầm hay mâu thuẫn trước đó, sức khỏe của bạn tương đối ổn định. Tuy nhiên, do khối lượng công việc tăng lên, bạn có thể cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Hãy chú ý đến việc nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe để duy trì tinh thần minh mẫn. Tử vi tuần 2/6 âm lịch của tuổi Tân Dậu sinh 1981, từ ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng 6 âm lịch, tuần thứ hai mang đến nhiều cơ hội mới trong công việc. Những nỗ lực và cống hiến của người tuổi Tân Dậu sẽ bắt đầu mang lại kết quả. Đây là thời điểm bạn có thể nhận được sự công nhận từ cấp trên và đồng nghiệp. Tuy nhiên, bạn cần giữ thái độ khiêm tốn và tiếp tục phấn đấu để đạt được mục tiêu dài hạn. Tài lộc của tuổi Tân Dậu trong tuần này có dấu hiệu khởi sắc. Các khoản thu nhập từ công việc chính và các dự án đầu tư bắt đầu sinh lời. Bạn nên tập trung vào việc quản lý tài chính và lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để đảm bảo nguồn thu nhập bền vững. Trong tuần này, người tuổi Tân Dậu nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Những buổi họp mặt, ăn uống hay các hoạt động chung sẽ giúp tăng cường tình cảm và sự gắn kết giữa các thành viên. Đây cũng là thời điểm tốt để giải quyết các vấn đề tồn đọng trong mối quan hệ gia đình. Sức khỏe của bạn vẫn duy trì tốt. Tuy nhiên, cần chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Việc tham gia vào các hoạt động thể thao nhẹ nhàng sẽ giúp cải thiện sức khỏe và giảm bớt căng thẳng. Tử vi tuần 3/6 âm lịch của tuổi Tân Dậu sinh 1981
từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 âm lịch, tuần này công việc của người tuổi Tân Dậu tiếp tục có những bước tiến đáng kể. Bạn sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án quan trọng và nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên. Khả năng giao tiếp và kỹ năng lãnh đạo sẽ được phát huy tối đa, giúp bạn được nhiều thành công trong công việc. Tài lộc trong tuần thứ ba có xu hướng gia tăng, các khoản thu nhập từ đầu tư vào các dự án bên ngoài tiếp tục mang lại lợi nhuận. Đây là thời điểm thích hợp để bạn xem xét và mở rộng các khoản đầu tư mới, nhưng cần cẩn trọng để tránh rủi ro. Tình cảm gia đình trong tuần này khá êm đềm. Sự quan tâm và chia sẻ giữa các thành viên sẽ giúp tạo nên không khí hòa thuận. Bạn nên dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc của người thân. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần góp phần cải thiện, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng hơn nhiều. Việc duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, tuy nhiên cần chú ý không làm việc quá sức để tránh tình trạng kiệt sức. Tử vi tuần 4 phần 6 âm lịch của tuổi Tân Dậu sinh 1981, từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 6 âm lịch, thời điểm tuần cuối tháng, công việc của người tuổi Tân Dậu sẽ nhẹ nhàng hơn. Bạn sẽ có thời gian để nhìn lại những thành quả đã đạt được và lên kế hoạch cho các bước tiếp theo. Đây cũng là lúc để bạn củng cố các mối quan hệ công việc và chuẩn bị cho những dự án mới trong tương lai. Tài chính trong tuần này khá ổn định, các khoản thu nhập từ đầu tư tiếp tục mang lại lợi nhuận đều đặn. Bạn nên xem xét việc tiết kiệm và đầu tư vào các lĩnh vực an toàn để đảm bảo tài chính vững chắc. Tình cảm gia đình cuối tháng sẽ rất ấm áp và hạnh phúc. Những buổi gặp gỡ, đi du lịch hoặc hoạt động chung sẽ giúp gắn kết các thành viên. Đây cũng là thời điểm thích hợp để giải quyết mọi hiểu lầm, mâu thuẫn còn tồn đọng. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần cuối tháng vẫn ổn định, nhưng cần chú ý đến việc cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Tập thể dục đều đặn và tham gia vào các hoạt động giải trí sẽ giúp bạn duy trì tinh thần thoải mái và sức khỏe tốt. Nhìn chung, tháng 6 âm lịch sẽ mang đến nhiều cơ hội và thách thức cho người tuổi Tân Dậu. Hãy tận dụng mọi cơ hội làm việc chăm chỉ và đừng quên chăm sóc sức khỏe cũng như tình cảm gia đình. Chúc các bạn thành công và may mắn! Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần, mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Tử Vi mà bản mệnh tuổi Tân Dậu sinh 1981 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là một biểu tượng phong thủy quan trọng trong văn hóa Á Đông, được coi là linh vật mang đến may mắn, bình an và bảo vệ. Đối với người tuổi Tân Dậu sinh 1981, Tượng Tỳ Hưu có ý nghĩa đặc biệt và tương hợp. Tượng Tỳ Hưu được coi là biểu tượng may mắn, mang lại sự bình an cho gia đình và cuộc sống. Đối với người tuổi Tân Dậu, Tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ thu hút năng lượng tích cực, tạo ra môi trường thịnh vượng và an lành. Tượng Tỳ Hưu cũng được cho là có khả năng bảo vệ khỏi những thế lực tiêu cực và hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Với khó khăn của tuổi Tân Dậu, Tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ vượt qua những thách thức một cách bình an. Tượng Tỳ Hưu thường được kết hợp với tài lộc và thịnh vượng. Với tầm nhìn mở rộng và tinh thần trách nhiệm, người tuổi Tân Dậu có thể tận dụng Tượng Tỳ Hưu để thu hút cơ hội tốt trong sự nghiệp và tài chính. Ngoài ra, tượng này có thể giúp hóa giải những trở ngại trong mối quan hệ và mang lại sự hòa hợp. Tóm lại, Tượng Tỳ Hưu mang đến nhiều ý nghĩa tích cực cho người tuổi Tân Dậu sinh 1981, bao gồm may mắn, bình an, bảo vệ thịnh vượng và sự hòa hợp trong nhân duyên. Nó có thể là một biểu tượng đáng giá để họ mang theo, nhằm tạo ra một môi trường tích cực và thịnh vượng trong cuộc sống hàng ngày. Thiêm Thự Cốc ba chân,
Tượng Thiềm Thừ là một biểu tượng phong thủy quan trọng, mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng, bình an. Đối với tuổi Tân Dậu sinh 1981, tượng Thiềm Thừ mang đến nhiều ý nghĩa tích cực. Người tuổi Tân Dậu thường có bản lĩnh và sự mạo hiểm trong cuộc sống. Tượng Thiềm Thừ có thể hỗ trợ và tăng cường khả năng này bằng cách thu hút khả năng tài lộc và thịnh vượng. Với khả năng đối mặt với khó khăn và các thách thức, vật phẩm này có thể giúp họ vượt qua trở ngại và tạo ra môi trường kinh doanh, công việc và tài chính thịnh vượng. Ngoài ra, tượng Thiềm Thừ còn mang ý nghĩa của sự bình an và bảo vệ đối với người tuổi Tân Dậu. Điều này có thể giúp họ duy trì tinh thần lạc quan và tự tin, đồng thời hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Tượng Thiềm Thừ không chỉ là một biểu tượng mang tính tâm linh, mà còn là một biểu tượng thể hiện quyết tâm và sự kiên nhẫn của người tuổi Tân Dậu. Để đạt được thành công và thịnh vượng trong cuộc sống, cây tài lộc bằng đá thạch anh đã trở thành vật phẩm phong thủy độc đáo, được rất nhiều người ưa chuộng để đặt trên bàn làm việc. Không chỉ có giá trị phong thủy cao, vật phẩm này còn thể hiện sự tinh tế và sang trọng, hoàn hảo cho không gian làm việc hiện đại. Dù có thiết kế đơn giản, nhưng cây tài lộc luôn tỏa sáng rực rỡ, phú quý thịnh vượng, mang đến may mắn về tiền bạc và danh vọng. Nguồn năng lượng dồi dào từ đá thạch anh giúp kích hoạt dương khí trong không gian, thu hút tiền tài và may mắn. Điều này có thể đóng góp phần cải thiện cả khía cạnh công việc và sức khỏe của người sử dụng. Năng lượng tích cực từ thạch anh giúp tạo điều kiện cho sự thăng tiến trong công việc, đồng thời giúp cải thiện tinh thần, làm cho đầu óc luôn minh mẫn và tỉnh táo, tập trung vào công việc và phát huy tối đa năng lực, sẽ giúp người sử dụng đạt được những mục tiêu đề ra. Quả cầu phong thủy. Quả cầu phong thủy được chế tác từ đá thạch anh, những viên đá với niên đại hàng triệu năm, mang trong mình nguồn năng lượng quý hiếm, mang trong mình nguồn năng lượng tích cực rất lớn. Với người tuổi Tân Dậu sinh 1981, tượng cầu đá phong thủy không chỉ là vật phẩm trang trí, mà còn là nguồn năng lượng giúp cân bằng và kích hoạt tinh thần. Hình dạng tròn của quả cầu giúp lưu thông nguyên khí, hỗ trợ sự phát triển trong công việc và cuộc sống. Năng lượng dương khí từ đá thạch anh có thể thu hút tài lộc và may mắn, cùng với sự bình an và ổn định. Lựa chọn vật phẩm phong thủy phù hợp với tuổi và mệnh của mình, tăng cường hiệu quả năng lượng từ đá. Quả cầu phong thủy có thể giúp người tuổi Tân Dậu sinh 1981 tập trung tư duy sáng tạo, làm việc hiệu quả hơn, thu hút nhiều cơ hội thịnh vượng hơn trong cuộc sống. Tháp văn xương mang trong mình khả năng thúc đẩy và tạo động lực cho sự phát triển trí tuệ và kiến thức. Hình dạng tháp 7 tầng, 9 tầng, 13 tầng thể hiện sự phát triển vững chắc và tiến lên đỉnh vinh quang, phản ánh tinh thần của người mang mệnh thiên thượng hỏa. Tháp văn xương không chỉ tạo ra một không gian thích hợp để phát triển tri thức, mà còn thể hiện tinh thần của sự dũng cảm và nỗ lực trong việc đạt được mục tiêu. Long quy, tượng long quy với hình tượng rồng. Mình rùa là một biểu tượng phong thủy có ý nghĩa đặc biệt. Tượng long quy không chỉ đơn thuần là một vật trang trí, mà còn mang trong mình những tác động mạnh mẽ trong việc hóa giải vận khí và mang lại vinh hoa phú quý. Với hình ảnh đầu rồng mình rùa, biểu tượng long quy tượng trưng cho sự kết hợp giữa sức mạnh và sự bền bỉ. Rồng là biểu tượng của sức mạnh, phong thái vương giả, trong khi biểu tượng rùa cho sự bền bỉ chiến đấu và sự ổn định. Sự hợp nhất này mang lại một nguồn năng lượng mạnh mẽ và cân bằng cho người sở hữu. Tượng long quy đứng trên núi tiền vàng, biểu tượng cho tài lộc và thịnh vượng. Sự hiện diện của những biểu tượng này mang lại hoạt động hóa giải tà khí và tạo ra năng lượng tích cực, giúp mang lại may mắn, thành công trong cuộc sống và công việc. Quý khán giả thân mến, có người đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, chẳng cần tính toán vẫn liên tục phát lộc, phát tài, gặp khó khăn lại hóa ra là chuyện đáng mừng. Hoặc thậm chí rất nhiều người gặp tai nạn thì cũng chỉ mình họ được sống sót. Và chúng ta thường thốt lên rằng, quả là những người may mắn và may mắn đó có phải từ trên trời rơi xuống. Tại sao chỉ có số ít người có được, còn hầu hết là không theo lời Phật dạy, chỉ có duy nhất phước đức chính bản thân mình tích tụ,
không chỉ ở đời này mà còn từ bao đời trước, là thứ tạo nên may mắn cho một người. Đức Phật từng nói, ở đời có thịnh ắt có suy, có hợp hợp ắt có ly tan, lành dữ vô thường. Hạnh phúc tự mình chuốc lấy, quả thật có hạnh phúc, có gặp may hay không, là do tự mình tạo ra. Ta tạm hiểu rằng, mỗi người sinh ra đều có sẵn một phần phước riêng. Có người có ít, có người có nhiều, không thể hoán đổi, không thể cho đi, có muốn sang ăn trộm cũng không được. Người có phúc đức lớn thì họ sẽ trở thành những người vương giả sống giàu có. Nếu họ biết chăm bẩm cho phần phước của mình tươi tốt, thì duy trì được may mắn dài lâu. Thế nhưng trong trường hợp ngược lại, họ sử dụng thoải mái, phước lộc đang có mà không tu bổ, thì dụng phước ngày càng hoang tàn, sơ sát tiêu điều. Lúc đó thì đừng hỏi tại sao mình hay gặp xui xẻo. Người phúc đức nhỏ thì dùng phước vừa phải, khiêm tốn, đủ để sống cuộc đời bình thường. Con người có phúc phần nghèo nàn thì dụng phước nhỏ lúc nào cũng phải tìm cách sống chật vật qua ngày. Cách để nhận diện một người kém phúc đó là họ dù chăm chỉ, thông minh nhưng cũng vẫn phải vất vả, khó nhọc, tự lo mọi việc, ít khi nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Thế nhưng, nếu họ không đề hà việc vất vả mà tìm cách cày xới làm cho ruộng mình màu mỡ, thì tuy không thuận lợi như người ta, nhưng cuộc sống nhất định sẽ khá lên. Vì thế, thay vì thực hiện mọi việc như cũ, ta nên tìm cách cải thiện dụng phước của chính mình trước khi muốn nghĩ tới một kế hoạch gì đó quá xa xôi. Có thể thấy đồn phước của mỗi người không cố định, vẫn có thể cải tạo được. Nếu chúng ta biết cách cũng như việc nước chảy thì bèo mới trôi, gió lay thì cây mới động, con người cũng vậy. Phải có lao động, phải có sinh hoạt xã hội thì mới tạo ra những nhân duyên mới. Nhân tốt đẹp tạo ra quả ngọt, nhưng xấu xa tạo ra quả đắng chát. Không ít tấm gương của những doanh nhân xuất phát từ cuộc đời cơ cực, dù phước nghèo nàn, nhưng họ đã tự mình vươn lên để có cuộc sống giàu có, sung túc mà ít ai sánh được. Phải không ngừng nỗ lực thì mới có được may mắn, mới thay đổi cuộc sống. Nhưng điều đó cần có một quyết tâm vô cùng lớn lao để vượt qua hoàn cảnh thực tại. Thực tế là có không ít người đi đường tắt bằng cách làm giàu nhanh, bất chính, nhưng ruộng phước của họ thì lại khô cằn. Thế nên tài sản của cải kiếm được đó rồi cũng sẽ trôi xuống sông, xuống bể, cuối cùng những thứ mình cướp được từ người khác sẽ mất sạch. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Thần Đồng Tiên Tri, sự thật tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, tháng 6 âm lịch, năm 2024. Gặp thời hốt bạc, tiền của ùa về bao la, phất lên cực giàu, ai ai cũng bất ngờ. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.